Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Chủ động bảo vệ đàn gia súc trong mùa khô. Phỏng vấn ông Nguyễn Sĩ Thoại, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận về hiện tượng El Nino và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tỉnh Ninh Thuận chính thức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2023. Đây là cuộc diễn tập một bên hai cấp có một phần thực binh, là cuộc tập dượt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng xử trí các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Tham dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Ninh Thuận 16 tháng 4 1975, 16 tháng 4 2023 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp để vận hành cơ chế theo tinh thần nghị quyết số 28 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, cũng như các nghị định, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ, đồng thời nâng cao trình độ khả năng tham mưu của lực lượng vũ trang và các sở ban ngành đoàn thể trong triển khai tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển địa phương sang hoạt động thời chiến và xử lý tình huống trong tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập để bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân địa phương về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Theo đó, nội dung diễn tập năm nay kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với diễn tập phòng thủ dân sự, vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến. Phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Thuận năm 2023, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu phối hợp thực hiện của quân sự, công an, biên phòng và các sở ban ngành mặt trận đoàn thể, đảm bảo lãnh đạo chỉ đạo điều hành xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ và đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống, xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước vào năm 2025. Qua đó tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phương án tác chiến phòng thủ của tỉnh, xây dựng hệ thống kế hoạch đảm bảo phòng thủ dân sự phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của địa phương, đồng thời quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã liên hoàn vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, tôi yêu cầu lực lượng tham gia diễn tập thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Đối với ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo, đạo diễn quân khu, chỉ đạo điều hành diễn tập đúng kế hoạch đã được phê duyệt, theo dõi các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng, đủ các nội dung, phát huy tính năng động sáng tạo của người tập, không làm thay người tập, chỉ đạo các lực lượng tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần, bảo đảm bí mật an toàn tiết kiệm, không làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động chung của tỉnh, không để các thế lực phản động lợi dụng xuyên tạc, chống phá, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, huấn luyện các lực lượng tham gia thực binh đúng ý định của quân khu. Đối với các đồng chí, đạo diễn phải nắm chắc điều lệ công tác tham mưu tác chiến quân đội nhân dân Việt Nam, thứ tự các bước chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng,
tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt sát thực tế qua các giai đoạn và trên từng cương vị để điều hành cuộc diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra. Phương pháp tác phong công tác, sinh hoạt phải gương mẫu, mô phạm, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định của đơn vị diễn tập. Sau diễn tập, chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu. 2. Đối với các khung tập của tỉnh Ninh Thuận và huyện Ninh Hải, nghiên cứu nắm chắc đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế trong xử lý các tình huống. Lực lượng quân sự, biên phòng, công an và các sở ban ngành nghiên cứu nắm chắc lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu cho cấp ủy chính quyền chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ đúng cơ chế và công tác tham mưu tác chiến. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 cũng đề nghị các đơn vị tham gia diễn tập tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các nội dung còn lại trong công tác chuẩn bị theo chỉ đạo của cơ quan ban chỉ đạo diễn tập quân khu. Tổ chức huấn luyện, hợp luyện theo phương án đã xác định cho các lực lượng tham gia thực binh A2 và thực binh bắn đạn thật, tăng cường công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia diễn tập chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác dân vận ở các khu vực diễn tập và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thực hiện các nội dung diễn tập. Ngay sau phần khai mạc sáng nay tại cảng Ninh Chữ, huyện Ninh Hải đã diễn ra nội dung diễn tập thực binh, ứng phó sự cố mưa lũ tràn vỡ đập và sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão. Tham dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Tại đây, các đại biểu đã xem video toàn bộ cơ chế vận hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong việc ứng phó sự cố tràn vỡ đập và sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão. Diễn tập giả định tình huống bão số 9 với cường độ mạnh giật trên cấp 12 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Ninh Thuận. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có mưa to đến rất to và lũ thượng nguồn đổ về gây ngập úng, nguy cơ sạt trượt tràn vỡ đập hồ chứa nước Lanh Ra ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. Trên tinh thần chủ động sẵn sàng ứng phó sự cố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tham mưu kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, kiểm tra thực tế, huy động nhân lực, phương tiện, vận hành cơ chế, biện pháp ứng phó với mưa bão, lũ, triển khai các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tiến hành thực binh xử trí các tình huống tại thực địa. Tại khu neo đậu tránh trú bão Ninh Chữ, tình huống thực binh giả định, các phương tiện tàu thuyền được đưa vào khu neo đậu tránh trú bão. Tuy nhiên, gió mạnh, sóng lớn đã gây ra sự va đập và xảy ra cháy nổ tàu. Trước tình huống khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã hiệp đồng với các lực lượng liên quan tổ chức phun nước, dập lửa, chữa cháy, sơ tán phương tiện. Do có sự chuẩn bị chu đáo, cả hai phần diễn tập vận hành cơ chế và thực binh ứng phó sự cố mưa lũ tràn vỡ đập và sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão tại thực địa đều bám sát tình huống. Sự điều hành của Ban Chỉ huy đảm bảo nội dung, thời gian và trình tự các bước được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia diễn tập. Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cả hai phần diễn tập vận hành cơ chế và thực binh ứng phó sự cố mưa lũ, tràn vỡ đập và sự cố và đập cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão đều đạt được kết quả tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, diễn tập ứng phó sự cố mưa lũ tràn vỡ đập, sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão là một trong những nội dung trọng tâm trong diễn tập phòng thủ dân sự của tỉnh. Đây là dịp để các đơn vị từ tỉnh xuống cơ sở cùng nghiên cứu, rút kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành và phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong ứng phó sự cố mưa lũ tràn vỡ đập, sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu neo đậu tránh trú bão. Qua đó nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, kỹ năng ứng phó sự cố thiên tai với phương châm chủ động phòng tránh, tích cực ứng phó, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.
đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tập thể cá nhân trong công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo diễn tập và từng thành viên tham gia diễn tập cần làm tốt vai trò của mình để các nội dung diễn tập tiếp theo đạt được kết quả tốt nhất. Sau diễn tập, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về trách nhiệm với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng khi có tình huống thiên tai, bão lũ xảy ra. Nhân dịp này, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho các lực lượng và người dân trực tiếp tham gia diễn tập thực binh. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Nhằm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ tốt nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu trong năm 2023, tốc độ tăng giá trị ngành nông nghiệp đạt từ 4 đến 5% mỗi năm, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt từ 30 đến 40% mỗi năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 700 triệu đồng mỗi hecta. Phấn đấu đến cuối năm 2023, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh đạt 500 hecta. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhất là tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tìm hiểu cơ chế, chính sách, thủ tục, tiềm năng thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư, nghiên cứu lựa chọn giống và các quy trình công nghệ sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh phát triển chế biến liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đã được gắn sao OCOP, khẳng định được giá trị, chất lượng và tạo sức lan tỏa trên thị trường. Để nâng cao giá trị gia tăng, năm 2023, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển các sản phẩm OCOP đi vào chiều sâu đa dạng hóa các sản phẩm, gắn với xây dựng các thương hiệu mạnh. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Ninh Thuận có 65 sản phẩm của 37 chủ thể được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 9 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 56 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Nhằm đưa các sản phẩm OCOP đi vào chiều sâu, năm 2023, Ninh Thuận đầu tư gần 4,5 tỷ đồng để phát triển thêm 20 đến 30 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với các sản phẩm OCOP và đặc thù, xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn gắn với vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP đặc trưng theo từng địa phương để góp phần thúc đẩy tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Giai đoạn 2022-2026, tỉnh Ninh Thuận sẽ dành hơn 74 tỷ đồng để triển khai một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái. Mục tiêu đặt ra là tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết căn cơ hơn một số nhu cầu của người dân sinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Bác Ái phát triển nhanh và bền vững, rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với các địa phương trong tỉnh. Theo đề án, tỉnh Ninh Thuận sẽ thực hiện 3 nhóm chính sách gồm chính sách phát triển kinh tế, chính sách phát triển nguồn nhân lực và chính sách phát triển văn hóa giáo dục y tế. Mục tiêu đến năm 2026, huyện Bác Ái phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới hàng năm giảm 4%, có 100% cán bộ công chức viên chức cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn theo khung năng lực vị trí việc làm và 10% cán bộ công chức viên chức có trình độ sau đại học, 65% người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên, có từ 80% trở lên người dân và đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, giảm 70-80% số vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 16%. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, nhiệt độ cả nước sẽ ở mức tương đương cho tới nóng hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C, với khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 37 đến 39 độ C và đặc biệt gay gắt từ 39 độ C trở lên. Điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Để rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận đã phỏng vấn ông Nguyễn Sĩ Thoại, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Trước hết cảm ơn ông Nguyễn Sĩ Thoại đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa ông cho biết hiện tượng El Nino sẽ có tác động đến Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận như thế nào? Khi hiện tượng El Nino xảy ra thì nó sẽ làm cái nhiệt độ cao nhất trong ngày nó nóng hơn so với nhiều năm. Đặc biệt như chúng ta cũng biết là năm 2023 là cả nước năm nay xảy ra nắng nóng tương đối sớm cũng như tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh Ninh Thuận thì trong tháng 4 khu vực ven biển trung bình nhiều năm chứng 1,2 đến 1,4 ngày nắng nóng. Nhưng mà riêng năm nay là đến ngày này là đã được 3 ngày rồi. Còn khu vực miền núi ở huyện Ninh Sơn Bắc Ái là gần như là từ ngày 2 tháng 4 đến nay là ngày nào cũng xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ ở mức 38, 39 độ, 1 độ. Và đặc biệt là cái độ ẩm rất là thấp. Cho nên là nó rất trở nên, thời tiết trở nên rất là nắng nóng. Và khi hiện tượng nắng nóng xảy ra, El Nino xảy ra thì nó hay gây ra cái hiện tượng mưa ít trong mùa khô và đặc biệt là mưa lớn trong thời gian ngắn ở trong mùa mưa ở tỉnh Ninh Thuận. Đấy, cho nên là diễn biến hiện tượng El Nino thì sẽ gây ra cái tình trạng khô hạn thiếu nước ở khu vực. Theo dự báo hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng ra sao đến đời sống và sản xuất của người dân thưa ông? Khi hiện tượng El Nino xảy ra thì cái diễn biến thời tiết về nắng nóng thì nó có thể là nó sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Như năm nay là trong tháng 4 là khu vực miền núi ở Ninh Sơn Bắc Ái đã có nhiệt độ 39,1 độ. Dự báo thì trong cái thời gian tới thì trong cao điểm tháng 7 đến 8 thì khả năng khu vực đấy cũng sẽ có nhiệt độ sấp xỉ 39-40 độ và độ ẩm thấp. Thì do vậy nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe người già trẻ nhỏ. Đặc biệt trong khi hiện tượng El Nino xảy ra thì mưa trong mùa khô ít. Do vậy mà một số vùng mà không có chủ động nước từ nhà máy thủy điện cũng như hồ chứa thì có khả năng xảy ra hiện tượng khô hạn cục bộ. Thì trong diễn biến trong mùa mưa thì khả năng xuất hiện những cái đợt mưa lớn trong thời gian ngắn thì có gây ra lũ lụt ở cái vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất ở các vùng núi của các huyện Ninh Sơn Bắc Ái và phía bắc huyện Ninh Hải cũng như là khu vực Mũi Dinh, đường Sơn Hải, Mũi Dinh của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Trước những dự báo đó thì ông có khuyến cáo gì với các ngành và địa phương để chủ động ứng phó với hiện tượng El Nino? Thì các ngành và địa phương thì cần có những cái biện pháp phòng tránh theo từng cái giai đoạn trong mùa khô và mùa mưa riêng biệt. Ví dụ trong mùa khô thì vấn đề mà phòng chống cháy rừng trong cái mùa khô để mà không ảnh hưởng đến rừng thì cũng rất là quan trọng. Đối với vấn đề mà điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thì cũng cần phải chú ý mà khơi thông hệ thống kênh mương để dẫn nước đến các cái khu vực mà nó có khó khăn nước. Đấy, tránh cái hiện tượng khô hạn cục bộ. Và nên là trong mùa mưa thì chú ý là chúng ta cũng bởi vì cái hiện tượng El Nino nó xảy ra nó gây ra mưa thường sẽ xảy ra mưa lớn trong cái thời gian ngắn. Và khi mà gây ra mưa lớn trong thời gian ngắn thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và chủ động điều tiết nước để có cái điều tiết nước hợp lý ở các cái hồ chứa lớn của tỉnh như có hồ sông Cái là cũng rất là quan trọng để cắt lũ cho vùng hạ du. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện miền núi Bắc Ái đã bước vào mùa khô, nền nhiệt tăng cao, thức ăn cho đàn gia súc ngoài tự nhiên đang cạn dần. Do đó, người dân đang làm mọi cách để bảo vệ đàn gia súc. Cách làm đang được nhiều hộ gia đình áp dụng phổ biến ở huyện Bắc Ái hiện nay là tận dụng triệt để nguồn phụ phẩm nông nghiệp, mua rơm dự trữ và trồng cỏ để tạo thức ăn cho đàn gia súc. 4,5 hecta cỏ voi xanh mướt. Đây là thức ăn xanh trong mùa khô dành cho đàn bò 95 con của gia đình chị Hương ở thôn Tà Lú 3, xã Phước Đại, huyện Bắc Ái. 1 hecta cỏ cho năng suất 80 tấn cỏ tươi và bình quân một con bò tiêu thụ khoảng 30 kg cỏ xanh trong một ngày, thì 4,5 hecta cỏ sẽ cung cấp đủ thức ăn cho đàn bò trong 3 tháng mùa khô. Ngoài ra, đàn bò còn được bổ sung muối để tăng sức đề kháng. Nhờ chủ động nguồn thức ăn nên mùa khô, đàn bò không suy giảm trọng lượng và sinh sản đều đặn. Nếu như mà mình không bổ sung á, thì bò nó sẽ ốm, cái khả năng sinh sản nó cũng giảm đi và cái tỷ lệ mà để sinh sản được nó rất là thấp. Nhà nuôi bò sinh sản cho nên là phải bổ sung thêm, thứ nhất là khoáng chất, thứ hai là cỏ xanh lúc nào cũng phải có. Bước vào mùa khô, anh Tà In Bính,
ở thôn Rạ Giữa, xã Phước Trung, huyện Bắc Ái đã dự trữ rơm, trồng cỏ để chuyển đàn bò 20 con sang nuôi nhốt. Anh còn tiêm phòng ký sinh trùng sáng lá gan cho đàn bò và bổ sung vitamin C cho đàn bò mỗi tuần một lần với liều lượng 1 lít trên một con. Chăm sóc cẩn thận nên đàn bò của anh vừa sinh được thêm 4 bè con. Trong mùa này thì mình không có thuốc C thì nó sẽ yếu dần. Rồi nó sẽ mất sức bởi vì thiếu thức ăn của nó. Mình phải cho nó uống cái nè, nó như là nó tạo cái độ chất mát. Nếu mà không có cái này là mùa này chắc là nóng quá, chịu không nổi. Đối với đồng bào Rắc Lai, đàn gia súc là tài sản lớn, là sinh kế của cả gia đình. Do đó, họ chấp nhận tăng chi phí dành cho việc dự trữ thức ăn để bảo vệ đàn gia súc trong mùa khô. Nếu thiếu thức ăn, gia súc chết thì thiệt hại còn lớn hơn. Mình dự trữ là 200 cục, là 200 cục đó là 6 triệu. Tuy nó tốn kém một tí nhưng mà nó được bảo vệ được đàn gia súc cho mình. Và trồng thêm cỏ, một sào. Hiện nay, tổng đàn trâu bò của huyện Bắc Ái có trên 24.000 con, đàn dê cừu trên 19.000 con. Toàn huyện đã trồng được 173 hecta cỏ và các hộ chăn nuôi đều dự trữ thức ăn cho đàn gia súc. Những con số này cho thấy người dân đã chủ động bảo vệ đàn gia súc trong mùa hạn. Chủ động tích trữ các loại thức ăn thô kết hợp với việc bổ sung cái thức ăn tinh và chích ngừa để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Cái phương án thứ hai là chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động bà con hạn chế cái việc di chuyển đàn gia súc chăn thả ở các nơi khu vực xa là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn gia súc. Nếu có chăn thả thì cũng di chuyển cái đàn gia súc về các cái khu vực mà có nguồn nước và có thức ăn và có nhiều cây cối. Bây giờ là bà con đã hiểu biết rồi là dự trữ rơm cho bò, một số hộ trồng cỏ. Cho nên một số hộ là các lúa là này kia nọ là cũng mang về là dự trữ cho bò hết. Các cánh đồng cỏ ở huyện Bắc Ái bắt đầu khô cằn, làm giảm đi nguồn thức ăn của đàn gia súc. Nhưng người chăn nuôi ở đây cũng đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc đủ dùng trong mùa khô. Đây là cách để người chăn nuôi ở huyện Bắc Ái bảo vệ đàn gia súc, nguồn sinh kế chính của gia đình. Chương trình thời sự 19:45 hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.